안녕하세요. Chào mừng tất cả các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sao Răng. Các video mình chia sẻ trên kênh đều hoàn toàn miễn phí, vì vậy mà các bạn khi xem đừng quên nhấn like, nhấn share video để ủng hộ mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào đón buôn, cảm ơn gì đó. Quay trở lại bài ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách ráp câu trong tiếng Hàn. Định ngữ trong tiếng Hàn, định ngữ là một phần rất quan trọng. Các bạn, nhiều bạn bảo là khó, tuy nhiên thì chúng ta để ý một chút thì thấy rằng là nó không khó. Các bạn để ý mình sẽ chia sẻ và sẽ đưa ra những cái câu lắp ráp có sẵn. Các bạn cố gắng học thuộc. Từ cái việc học thuộc các câu mà các bạn sẽ ghi nhớ một cách dễ dàng cái cách kết hợp của ngữ pháp này. Các bạn sẽ có đúng xa, động từ gắn với ưn hoặc là ni ưn gắn với miêng xa. Khi mà dịch thì nó mang nghĩa là mà đã. Ví dụ là món ăn mà tôi đã ăn hoặc là cô gái mà tôi đã gặp. Thì cách nói đó các bạn hiểu là cái động từ ở trong câu nó đã xảy ra, cái hành động đó đã xảy ra ở trong quá khứ và nó bổ sung làm rõ nghĩa hơn cho danh từ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của cấu trúc này nhé. Động từ đứng đằng trước của danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ, diễn tả một cái hành động hoặc là trạng thái của danh từ đã xảy ra trong quá khứ. Về cách kết hợp thì đối với những cái động từ không có phụ âm cuối, không có phát chim thì các bạn sẽ gắn với niên và gắn với danh từ miêng xa, mình ký hiệu là chữ N. Động từ ký hiệu là chữ V. Và các bạn sẽ có ví dụ với động từ manada. Manada có nghĩa là gặp. Thì các bạn thấy rằng gốc động từ của nó kết thúc ở đây là một nguyên âm A, không có phụ âm dưới đấy. Thì các bạn sẽ gắn với niên sẽ là manan. Và theo sau sẽ là một danh từ, ví dụ mình kết hợp với yo cha là cô gái. Thế thì manan yo cha có nghĩa là cô gái đã gặp. Ví dụ là cô gái đã gặp hôm qua thế nào? 어제 만난 여자가 어땠어요? Cô gái mà đã gặp hôm qua thì thế nào rồi? Tiếp theo, đối với những cái động từ mà có phụ âm cuối, tức là có받침 thì các bạn sẽ gắn với ưn gắn với danh từ. Ví dụ với 있다. 있다 thì nó kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ bỏ tà gắn với ưn sẽ là 읽은 và kết hợp với một danh từ đằng sau sẽ là 읽은 책 có nghĩa là cái cuốn sách đã đọc. Ví dụ là 읽은 책이 너무 재미있었어요. Cái cuốn sách mà tôi đã đọc ấy rất là hay. Một lưu ý nữa đối với những cái động từ mà có phụ âm cuối là 들 thì các bạn sẽ bỏ cái phụ âm này đi và gắn với 니은 gắn với danh từ. Ví dụ với 만들다, 만들다 nó kết thúc bằng phụ âm 니은 thì các bạn sẽ bỏ tà và gắn với 니은, tức là bỏ tà, bỏ cái phụ âm, bỏ 니은 và bỏ tà đi thì nó coi như là cái trường hợp mà nó không có phụ âm cuối giống cái trường hợp trên này và các bạn sẽ gắn với 니은 trở thành là 만든 và theo sau là một danh từ 만든 음식, 만든 음식 có nghĩa là cái món ăn đã làm, 만든 음식 món ăn đã làm. Ví dụ là gì nhỉ? 만든 음식이 만든 음식이 뭐예요? Cái món ăn đã làm là gì thế? Bây giờ chúng ta sẽ có những cái câu lắp ráp để các bạn thấy rõ hơn về cách sử dụng. Ví dụ là 어제 산 오토바이가 고장 났어요. 어제 산 오토바이가 고장 났어요. Có nghĩa là cái xe máy mà tôi đã mua hôm qua bị hỏng rồi. Các bạn sẽ có ô tô bài có nghĩa là cái xe máy, xa đà là mua, thế thì cái xe máy đã mua thì các bạn sẽ có xa đà, bỏ đà đi gắn với niên gắn với danh từ ô tô bài sẽ là san ô tô bài có nghĩa là cái xe máy đã mua. Nếu mà ở dạng hiện tại thì các bạn sẽ có là gì nhỉ? Sanen ô tô bài, ví dụ là sanen ô tô bài ga otteo có nghĩa là cái xe máy mà tôi đang mua thì thế nào, thì nó khác. Ở đây thì nó đã xảy ra rồi. 어제 hôm qua 산 오토바이가 có nghĩa là cái xe máy mà tôi đã mua hôm qua thì 고장 났어요. Hoặc các bạn cũng có thể hiểu là gì nhỉ? Cái xe máy mà tôi đã mua thì hôm qua bị hỏng rồi hoặc là bị hỏng từ hôm qua rồi. Thì các bạn sẽ có ở đây cái xe máy đã mua để phân biệt với cái xe máy chưa mua, cái xe máy mà sắp mua. Thì như vậy khi mà có các bạn thấy rằng động từ gắn với niên trở thành là san ô tô bài thì các bạn hiểu rằng cái cụm này là một cụm danh từ và nó mang nghĩa là cái xe máy đã mua để trở thành một cụm danh từ lớn. Danh từ ở trong câu là ô tô bài, danh từ đơn. Tuy nhiên khi các bạn muốn chỉ rõ ra
đích xác là cái xe máy mà đã mua ấy, thì các bạn sẽ có ở đây động từ gắn với niên, gắn với ô tô bài. Như vậy xa tả gắn với niên nó làm rõ nghĩa hơn cho danh từ ô tô bài ở trong câu. 어제 산 오토바이가 고장 났어요. Xe máy tôi đã mua ấy, hôm qua bị hỏng rồi. 이것은 제가 그린 그림이에요. 이것은 제가 그린 그림이에요. Đây là bức tranh tôi đã vẽ. 이것 có nghĩa là cái này. 제가 tôi 그린 그림. Các bạn sẽ có 그리다 động từ mà nghĩa là vẽ. 그림 có nghĩa là bức tranh. Thế thì cái bức tranh mà đã vẽ thì các bạn sẽ có 그리다. Và nó là gì nhỉ? Bức tranh đã vẽ thì đây là ở thì quá khứ rồi. Các bạn thấy rằng nó kết thúc bằng một nguyên âm i nên các bạn sẽ gắn với 니은 sẽ trở thành là 그린 그림. 그린 그림이에요 là bức tranh mà tôi đã vẽ. Ví dụ là gì nhỉ? 누가 그림을 그렸어요? Ai đã vẽ bức tranh? Thì trả lời rằng là 제가 그린 그림이에요. Có nghĩa là gì? Là bức tranh mà tôi đã vẽ đấy ạ. Tiếp theo, 조금 전에 전화를 건 사람은 요나 씨예요. 조금 전에 전화를 건 사람은 요나 씨예요. Người đã gọi điện thoại vừa mới đây là Yuna. Các bạn có 조금 전에 có nghĩa là vừa mới đây, vừa mới một chốc, một lát trước đây. 전화를 걸다. 전화를 걸다 là gọi điện thoại. 사람 có nghĩa là người. Thế thì các bạn sẽ có người mà đã gọi điện thoại để phân biệt với người mà đang gọi điện thoại. Ví dụ ở trong ở cái tình huống này có hai người, một người là đang gọi điện thoại, một người đã gọi điện thoại rồi. Thế thì tôi muốn chỉ rõ ra là gì nhỉ? Tôi muốn chỉ ra người mà đã gọi điện thoại cơ để phân biệt với cái người đang gọi. Thì tôi sử dụng một cái cấu trúc đó là gắn với niên sau gốc của động từ. Thế trường hợp này có phụ âm là dear, dear nên các bạn sẽ bỏ đi và gắn với niên. 전화를 건 사람 có nghĩa là người mà đã gọi điện thoại. Nếu như ở cái dạng hiện tại, người mà đang gọi điện thoại thì các bạn sẽ có 걸다 bỏ dear đi, chỉ còn là 거 và gắn với 는. Ví dụ là thì các bạn sẽ nói là gì nhỉ? 지금 hiện tại thì các bạn sẽ có ví dụ là từ 지금 thay cho từ 조금 전에. 조금 전에 là một cái trạng từ chỉ thời gian ở quá khứ thì các bạn sẽ có thay cho nó sẽ là 지금 지금 전화를 거는 사람은 요나 씨예요. Có nghĩa là người mà đang gọi điện thoại bây giờ là Yuna. Như vậy các bạn rất chú ý về cái tiểu từ, về cái trợ từ là 은 hoặc là 는 hoặc là 니은 nhé. Ở thì quá khứ thì các bạn sẽ gắn với 니은 này hoặc là 은 này. Còn khi mà nói diễn tả ở cái thì hiện tại thì các bạn chỉ sử dụng với 는 thôi. Vì vậy mà các bạn rất là nhiều bạn hay nhầm cái định ngữ mà không hiểu lúc nào thì dùng với 는, lúc nào dùng với 은, với 니은. Thì các bạn buộc phải ghi nhớ thôi bằng cách là các bạn học thật là nhiều ví dụ vào, lấy nhiều ví dụ, thuộc nhiều ví dụ thì các bạn ghi nhớ cấu trúc. Tiếp theo, 어제 간 곳은 서울 공원이에요. 어제 간 곳은 서울 공원이에요. Nghĩa là nơi đã đến hôm qua là công viên Seoul. Các bạn có 어제 là hôm qua, 가다 đi đến, 곳 có nghĩa là nơi. Thế thì cái nơi mà đã đi đến thì các bạn sẽ có 가다 bỏ 다 đi gắn 는 곳 sẽ là 간 곳. 어제 간 곳은 서울 공원이에요. 어제 là hôm qua, 간 곳 là cái nơi đã đến. 서울 공원 có nghĩa là công viên Seoul. Ví dụ các bạn có ở một cái câu nói là gì nhỉ? Nơi mà tôi đang đến bây giờ là công viên Seoul. Thì các bạn sẽ thay 어제 bằng 지금, 지금 và thay từ 간 곳 bằng cái từ nào các bạn? Bằng 가는 곳. 가는 곳 có nghĩa là cái nơi đang đến. Ví dụ là 지금 가는 곳이 hoặc là 지금 가는 곳은 어디예요? Cái nơi mà đang đến bây giờ là ở đâu thế? Trả lời rằng 지금 가는 곳은 서울 공원이에요. Cái nơi mà đang đến là công viên Seoul. Như vậy, cái trợ từ 은, 는 hoặc là 니은 nó chỉ thay đổi một chút thôi là các bạn là cái câu đã mang nghĩa khác rồi. Cho nên là các bạn cần hết sức chú ý
Và các bạn cũng cần để ý về cái khoảng thời gian là thời điểm nào. Ví dụ là 어제 hoặc là 지난주 hoặc là 작년, tức là những cái từ chỉ quá khứ là tuần trước hoặc là năm ngoái hoặc là hôm qua, thì các bạn cần phải sử dụng với nên ở sau động từ. Còn ví dụ như là 지금, 이제, hiện tại hoặc là bây giờ, thì các bạn sẽ sử dụng với nên. Các bạn chú ý nhá, thì quá khứ thì sử dụng với niên. Vừa rồi hình như là mình đã nói nhầm đấy. Còn đối với cái thì hiện tại, 지금 hoặc là 이제 thì sử dụng với 는. 지금 가는 곳은 서울 공원이에요. Cái nơi mà tôi đến bây giờ là công viên Seoul. Còn nói là gì nhỉ? Nơi mà tôi đã đến hôm qua là công viên Seoul sẽ là gì nhỉ? 어제 간 곳은 서울 공원이에요. Ở đuôi đằng sau này các bạn không cần chia theo đuôi quá khứ. Tiếp theo, 우리가 어제 먹은 음식 이름이 뭐예요? 우리가 어제 먹은 음식 이름이 뭐예요? Tên món ăn mà hôm qua chúng ta đã ăn là gì? 우리가 먹은 음식은 삼계탕이에요. 미안합니다. 여기는 삼계탕. Xin lỗi các bạn nhé. Ở đây sẽ là 삼계탕. 삼계탕이에요. Có nghĩa là món ăn chúng ta đã ăn là gà hầm sâm. 우리가 chúng ta ấy, 어제 hôm qua 먹은 음식 이름. 먹은 음식 이름 có nghĩa là tên cái món mà đã ăn. 뭐예요? Là gì? Trả lời là gì nhỉ? 먹은 음식은 cái món đã ăn ấy, 삼계탕이에요 là món gà hầm sâm. Các bạn có 삼계탕 là gà hầm sâm nhá. Tên món ăn rất là nổi tiếng của Hàn. 음식 이름 nghĩa là tên món ăn. 먹다 động từ mà nghĩa là ăn. Cái món mà đang ăn. Cái món đang ăn thì các bạn sẽ có món đang ăn sẽ là 먹다 và gắn với gì nhỉ? Gắn với 은 hả các bạn? 아니요. Gắn với 는. 먹는 음식 và gắn với một danh từ mà nghĩa là cái món đang ăn. Ví dụ là gì? 이제 먹는 음식 이름이 뭐예요? Cái món ăn mà chúng ta đang ăn là gì? Trả lời 우리가 먹는 음식은 삼계탕이에요. Món ăn mà chúng ta đang ăn là gà hầm sâm. Tuy nhiên, hồi tưởng lại nói về cái món ăn mà ăn hôm qua thì bạn sẽ có là 먹은. Các bạn sẽ gắn với 은, 먹은 và theo sau là một danh từ 음식, 먹은 음식. 먹은 음식 이름이 뭐예요? Cái tên món ăn mà ăn hôm qua là gì? Trả lời 먹은 음식은 삼계탕이에요. Cái món đã ăn hôm qua là gà hầm sâm. Tiếp theo, 어제 본 영화는 재미있었어요. 어제 본 영화는 재미있었어요. Bộ phim đã xem hôm qua rất hay. Các bạn có ở đây 보다 là xem, 영화, 영화 là bộ phim. Thế thì bộ phim đã xem ý, để phân biệt với cái bộ phim đang xem thì các bạn sẽ có niên gắn sau động từ, gốc động từ 보다, bỏ 다 gắn niên sẽ là 본 영화. Nó sẽ khác so với là gì nhỉ? 보는 영화. Ví dụ là 지금 보는 영화는 재미있어요. Bộ phim đang xem thì hay. Còn ở đây thì là gì nhỉ? 어제, hôm qua. Và đuôi theo sau là quá khứ. 재미있었어요. Đã rất là hay. Thì bạn sẽ có là 본 영화. Nếu mà chuyển về cái câu ở thì hiện tại các bạn sẽ chuyển là 이제 hoặc là 지금 보는 영화. 보는 영화는. Và ở vị trí này các bạn cũng không chia đuôi quá khứ sẽ là 재미있어요. 지금 보는 영화는 재미있어요. Tiếp theo, 저는 베트남에서 온 풍입니다. 저는 베트남에서 온 풍입니다. Có nghĩa là tôi là Phương đến từ Việt Nam. Gốc gác của các bạn, quê hương của các bạn là đã ở Việt Nam rồi nên là các bạn sẽ dùng với cái dạng thức quá khứ, đó là động từ. Các bạn bỏ tà gắn với niên và gắn với danh từ, cụ thể đây là tên riêng. Ôn phương có nghĩa là phương đã đến. Cụ thể là 베트남에서, 에서 trong trường hợp này mang nghĩa là từ. 베트남에서, từ Việt Nam, 온 phương입니다. 저는 베트남에서 온 phương입니다. Có nghĩa là tôi là phương đến từ Việt Nam. Trong trường hợp này các bạn vẫn sử dụng với 저는 베트남에서 온 풍입니다.
Tiếp theo 만난 사람은 우리 선생님입니다. 어제 백화점에서 만난 사람은 우리 선생님입니다. 어제 백화점에서 만난 사람은 우리 선생님입니다. Người đã gặp ở trung tâm thương mại ngày hôm qua là giáo viên của tôi. 어제 là hôm qua. 백화점에서 có nghĩa là ở cửa hàng bách hóa ở trung tâm thương mại. 만난 사람 có nghĩa là người đã gặp. Các bạn sẽ có cả cái cụm từ này này. 만난 사람 là một cụm danh từ. 만난 사람 có nghĩa là người đã gặp. 우리 선생님입니다 là giáo viên của tôi. Cụ thể ở địa điểm là 백화점에서. 어제 là cái trạng từ chỉ thời gian. 백화점에서 là trạng từ chỉ địa điểm. Các bạn cho lên vị trí đầu câu. 어제 백화점에서 hôm qua ấy, ở trung tâm thương mại thì 만난 사람은 người đã gặp. 우리 선생님입니다 là giáo viên của tôi. Các bạn sẽ có 만나다 là gặp, 사람 là người. Thế thì người đã gặp, các bạn bỏ 다 đi. 만난 사람, 만난 사람, người đã gặp. Ví dụ là gì nhỉ? Các bạn có câu là gì nhỉ? 만나는 사람은, các bạn sẽ có 만나다 bỏ 다, ví dụ bỏ 다 đi gắn 는 chẳng hạn. Và theo sau sẽ là gì nhỉ? 사람, 만나는 사람은 우리 선생님입니다. Thì các bạn sẽ dịch là người tôi đang gặp ấy là giáo viên của tôi. Như vậy, chỉ khác một chút ở cái 는 hay là 니은 thôi là nghĩa trong câu đã khác rồi. Đặc biệt là các bạn khi các bạn làm bài thi topic ấy, thì các bạn cần chú ý trong câu xem thời gian của nó là thời điểm nào. Xem và theo dõi nữa là cái vế đằng sau, nếu như là với động từ tính từ ấy, nó có chia theo đuôi quá khứ không. Và nếu như đằng trước này là trạng từ thời gian thì quá khứ đã xảy ra rồi thì các bạn cần sử dụng với 니은. Còn nếu như là cái thời điểm là thì hiện tại, ví dụ với 지금 hoặc là 이번 주, tuần này, 이번 달, tháng này vân vân, thì bạn sẽ sử dụng với cái đuôi là sử dụng với cái từ kết hợp là 는 đứng đằng sau của động từ. Ở video trước thì mình đã chia sẻ rồi, động từ gắn với 는, gắn với danh từ, cái dạng định ngữ trong tiếng Hàn ấy. Thì các bạn xem lại ở video trước, động từ ở thì hiện tại bổ sung làm rõ nghĩa cho danh từ, thì bạn sẽ có động từ gắn với 는 gắn với danh từ. Các bạn xem ở cái video trước, giáp câu bài số 90 mình chia sẻ rồi. Tiếp theo một ví dụ. 제가 1년 동안 기른 머리가 잘 자랐어요. 제가 1년 동안 기른 머리가 잘 자랐어요. Mái tóc tôi nuôi trong một năm đã mọc tốt. Các bạn có 제가 chủ ngữ trong câu là tôi này. 1년 동안, 1년, 1년 có nghĩa là một năm, 동안 là trong. 기른 머리, ở đây thì mình quên chưa bôi đỏ. 기른 머리, các bạn có 기른 머리 là cái mái tóc mà đã nuôi. Thế thì 자라다, 자라다 có nghĩa là phát triển hoặc là mọc. Các bạn đừng nhầm với 자랐어요. Nếu mà có cái phụ âm là 르 thì sẽ là 자랐어요 có nghĩa là đã cắt. 자르다 là cắt, cắt tóc hoặc là cắt tỉa cây. Còn 자라다 có nghĩa là phát triển, mọc. 기르다, 기르다 là nuôi, nuôi nấng. Thế thì 머리 hoặc là 머리카락, 머리카락 có nghĩa là tóc. Các bạn có 기르다, 머다 gắn 니은 bởi vì nó kết thúc bằng một nguyên âm ư. Và theo sau là một danh từ 머리 sẽ là 기른 머리 có nghĩa là mái tóc đã nuôi. 제가 1년 동안 trong vòng 1 năm thì 기른 머리 cái mái tóc mà tôi đã nuôi 잘 자랐어요. 잘 có nghĩa là tốt, giỏi. 잘 자랐어요 có nghĩa là đã tốt. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần 연습 luyện tập. 많은 것을 고르세요. 많은 것을 고르세요 có nghĩa là hãy lựa chọn cái đúng, đáp án đúng. Các bạn có 맞다 là đúng. Đây là một tính từ. 는 것 có nghĩa là gì nhỉ? 는 것 có nghĩa là cái. 것 có nghĩa là cái. 맞는 것 có nghĩa là cái đúng này. 고르세요, 고르다 là lựa chọn. 세요 là hãy. 맞는 것을 phát âm là 맞는 것을, 맞는 것을 고르세요. Hãy lựa chọn cái đúng. Ví dụ số 1, 저는 한국에서 오는 hay là 온 김세린입니다.
Ở cái phần luyện tập này thì chúng ta ghi nhớ lại cả cái bài số 90, cái phần giáp câu bài 90 đó là gì nhỉ? Sử dụng động từ bổ ngữ cho danh từ hiện tại đấy, gắn với ngân, gắn với danh từ nữa, tức là chúng ta kết hợp cả hai ngữ pháp. Ở trong bài ngày hôm nay thì các bạn sẽ có động từ đấy, các bạn gắn với ân này hoặc là niên gắn với danh từ. Tuy nhiên ở phần luyện tập này thì mình giúp các bạn củng cố lại cả cái phần nội dung của bài trước. Câu số 2 chế cá. Và trong cái phần ngoặc này các bạn sẽ lựa chọn một trong hai đáp án 만드는 hoặc là 만든 김치 좀 드셔보세요. Thứ 3. 제가 지금 사는 hoặc là 산 곳은 일본이에요. Câu thứ 4. 어제 만나는 hoặc là 만난 사람은 제 친구예요. Câu số 5. 제가 지금 보는 hoặc là 본 드라마는 첫사랑이에요. Các bạn xem chúng ta lựa chọn như nào. Có hai hình thức, một là động từ gắn với nên, hai là động từ gắn với ân hoặc là niên. Xem là cái động từ này nó bổ trợ cho danh từ đang ở thì hiện tại hay thì quá khứ. Thứ nhất, 저는 한국에서 김세린입니다. Bạn hiểu đây là một cái câu giới thiệu, tức là tôi là Kim Serin đến từ Hàn Quốc. Thế thì cái việc mà đến từ Hàn Quốc ấy, bạn ấy là đã có quốc tịch gốc gác từ Hàn Quốc từ trước, từ lâu rồi. Thế là các bạn sẽ sử dụng với ô nưng hay là ôn. Nưng thì cứ bảo tức là đang diễn tả ở thì hiện tại. Không đúng đúng không? Các bạn sử dụng với ôn. 저는 한국에서 온 김세린입니다. Tôi là Kim Serin đã đến từ Hàn Quốc. Câu số 2, 제가 만드는 hoặc là 만든 김치 좀 드셔보세요. Có nghĩa là gì nhỉ? 드셔보세요 có nghĩa là hãy dùng thử, hãy ăn thử một chút kim chi mà tôi đang làm hay tôi đã làm. Các bạn nên dùng với tôi đã làm 만든, tức là phải làm rồi thì mới có mà ăn mà thử đúng không? Thì 만드는 là ở thì hiện tại, các bạn sẽ có 만든 gắn với kim chi danh từ, tức là cái món kim chi mà tôi đã làm, hãy ăn thử một chút đi ạ. Câu thứ 3, 제가 지금 사는 hay là 산 곳은 일본이에요. Cái nơi mà tôi đang sống là Nhật Bản. Thì bạn sẽ có ở đây trong câu có từ 지금, danh từ chỉ thời gian. Trạng từ chỉ thời gian mang nghĩa là hiện tại, bây giờ. Thì các bạn sử dụng với 산 곳 đúng hay sai? Sai đúng không? Các bạn sử dụng với 사는 곳. 지금 사는 곳은 일본이에요. Có nghĩa là cái nơi mà tôi đang sống là Nhật Bản. Câu thứ tư, 어제 만나는 hay là 만난 사람은 제 친구예요. Cái người bạn mà tôi đã gặp hôm qua ấy, là bạn của tôi. Trong câu có từ 어제, trạng từ chỉ thời gian, nên các bạn sẽ sử dụng với 만난. 만난 사람은 có nghĩa là cái người mà đã gặp. 어제 만난 사람은 cái người mà đã gặp hôm qua ấy, 제 친구예요 là bạn của tôi. Câu thứ năm, 제가 지금 지금 làm sao? 보는 hay là 본? 드라마는 첫사랑이에요. Cái bộ phim mà tôi đang xem bây giờ là phim tình đầu,첫사랑, nghĩa là tình đầu. Các bạn sẽ có ở đây trong câu có 지금 mang nghĩa là hiện tại bây giờ thì các bạn sử dụng với 보는. 제가 지금 보는 드라마는 첫사랑이에요. Ngoài những cái câu lắp ráp mình chia sẻ thì các bạn cố gắng lấy thêm nhiều những ví dụ khác nữa để chúng ta ghi nhớ sử dụng thành thạo cấu trúc này. Các bạn cũng đừng quên để lại phần bình luận dưới video này nhé. Chúng ta thử lấy ví dụ, chúng ta đặt câu và chúng ta comment cái đáp án của chúng ta để các bạn khác chúng ta cùng theo dõi và chúng ta sửa cho nhau xem đúng hay sai nhé. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng rằng những chia sẻ trên kênh giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tự học tiếng Hàn. Tất nhiên là sẽ không tránh khỏi những cái sai sót. Có rất là nhiều những lần mình xem lại video bảo ôi thôi chết rồi. Tại sao mình lại sai một cách ngớ ngẩn như thế này? Bởi vì có những cái lỗi sai mà nhiều khi mình thấy rằng nó rất là dễ, nhưng mà trong quá trình mình giảng ấy, không hiểu sao lại cứ nói liên tằng tằng và mình bị như kiểu bị thôi miên ấy. Và cuối cùng xem lại là ồ, cái nghĩa của cái từ này mình dịch sai mất rồi, hoặc là trong cái câu này mình lại bị sai một cách ngớ ngẩn như thế này. Thì rất là mong các bạn thông cảm nhé. Không tránh được, mình luôn luôn cố gắng để làm tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi những sai sót. Và vì vậy mà khi các bạn xem video, nếu có cái chỗ nào mà các bạn thấy sai, các bạn có thể bình luận
để nhắc nhở mình để mình sửa lại nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.